Xin chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay căn hộ Đà Nẵng sẽ giới thiệu một dự án có view 360 độ tại mặt biển, võ nguyên giáp luôn. Thì đây là căn hộ nội thất cao cấp và mặt tiền võ nguyên giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Căn hộ này đã xây xong và cất nóc và hoàn thành kiến bên ngoài luôn rồi. Năm sau sẽ bắt đầu giao nhà. Và đây là một trong những cái dự án có giá tốt, vị trí đẹp và vừa là gần biển vừa gần trung tâm. Khi vào bên trong nhà mẫu này thì hầu hết khách hàng đều khen là nội thất đẳng cấp và view rất là đẹp. View của tòa nhà 360 độ, phía trước mặt là biển, bên hông là biển, phía bên phải cũng biển, bên trái cũng biển, và đằng sau lưng của tòa nhà cũng là biển luôn, Nguyễn Tất Thành và trung tâm thành phố, view sông Hàn. Đối với dự án này thì căn hộ sẽ được bàn giao là nội thất cơ bản liền tường, cộng với lại là tủ âm tường và bếp âm tường. Chúng ta cũng chỉ cần thêm một vài sắm sửa những cái đồ rời và có thể là đem vào ở luôn. Đầu năm sau thì dự án sẽ được bàn giao, cho nên là cũng còn khoảng vài chục căn cuối cùng, 1, 2, 3 phòng ngủ ở tầng cao. Và đây là cơ hội để các anh chị có thể sở hữu những căn nhà view biển cao và có giá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết cái phần chia sẻ về thông tin dự án. Thì đối với dự án The Signature Đà Nẵng có một cái lợi thế, đó là nằm trên cái vị trí đắc địa ở mặt biển của Võ Nguyên Giáp và được gọi là bãi biển top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Thì đi đến sân bay chỉ có 15 phút, đi đến trung tâm chợ hàng Cầu Rồng chỉ khoảng 7 phút và bước xuống biển thì chỉ có 1 phút mà thôi, bởi vì căn hộ là mặt tiền biển luôn. Đối với căn hộ The Signature thì chủ đầu tư đã rất là tâm huyết để đưa dự án có nhiều tiện ích, ví dụ như là sảnh hút xì gà, phòng spa, trường mầm non quốc tế và một số tiện ích đẳng cấp khác, ví dụ như là hồ bơi tràn bờ, phòng gym đẳng cấp, vân vân. Và khi mà anh chị ngồi ở trên hồ bơi trên cao để nhìn hướng ra biển thì rất là tuyệt vời, và chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của biển, cũng giống như là mọi cái mệt nhọc của mình nó cũng sẽ tan biến luôn. Và bãi biển Đà Nẵng thì lúc nào cũng đông đúc như anh chị thấy ở trên. Đối với biển Đà Nẵng, hiện tại theo quy định của Sở Xây dựng thì không được những cái tòa nhà ngay mặt biển không được xây quá 9 tầng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái căn mà đang những cái chủ đầu tư đã xin và xây dựng được cấp phép cao tầng và đang xây thì đó cũng chính là những cái căn cuối cùng cao tầng luôn. Ngoài ra thì là chính sách ở đây rất là linh hoạt. Chúng ta có thể là đóng 30% và cho đến khi giao nhà, hoặc là chúng ta sẽ được chiết khấu 12% nếu mà đóng theo tiến độ nhanh. Và hiện tại là nhà cũng đã sắp bàn giao rồi, cho nên là chúng ta khi mà ký hợp đồng thì sẽ đóng 30%. Ở đây có pháp lý minh bạch và đầy đủ về giấy phép xây dựng, sổ đất thổ cư, và ở đây là dự án sở hữu lâu dài thì chúng ta sẽ cùng tham khảo giá của một dự án. Và quan trọng hơn, ở đây khi mà anh chị cho thuê căn hộ thì thu nhập dòng tiền có thể lên đến 5-6%. Chi tiết anh chị có thể tham khảo ở bảng trên. Tóm lại, dự án The Signature Đà Nẵng đáp ứng các cái yêu cầu về sở hữu lâu dài, ngay mặt biển, giá hợp lý, sắp bàn giao và là những cái căn cuối cùng ngay mặt biển Mỹ Khê. Thì nếu anh chị quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên để chia sẻ tư vấn chi tiết, và sẽ rất hân hạnh là được chào đón để gặp lại với anh chị.